Nay tôi dẫn các bạn đi bắt hến nhá. Bắt hến ở trên cao lắm các bạn. Tận ở trên độ cao này chắc nó phải rơi vào trên 2000m so mặt biển chứ. Đây thôi. Tôi bắt hến ở con mương. Nó chảy từ trên chát về để làm lúa cho các bà con. Hến rất là nhiều các bạn. Tôi không mang rổ đi để bắt nên thế là bắt bằng tay nên thế là nó hơi khó. Hến đợi nước trong thì nó trôi sạch. Đoạn này không có mấy đâu, khả năng là lên đoạn trên. Đi lên đoạn trên đi. Cái mương này nhỏ quá. Wow, nhiều thế. Đây rất là nhiều hến các bạn nhé. Đây có cái tí bóng nhập được này. Bà con mãi mãi cày cấy lên thế là người ta chả để ý đến bắt hến bắt hến không gì đâu các bạn. Nó trôi hết rồi. Trôi vẫn nhiều quá các bạn. Đây này anh ơi, anh này, trên này này, trên này này. Ui nhiều thế, trên này nhiều thế. Trôi vẫn nhiều. Trôi vẫn nhiều quá. Này mang rổ đi bắt thì nhiều lắm các bạn, bắt một tay nên nó lâu. Bắt tay nó lâu mà đến nó không sạch, cho rổ đãi thì nó không trôi. Như thế này. Mỗi lần nó trồng nó trôi mất bao nhiêu. Mình cua lên nó trôi hết, mình hến nó nhẹ. Nó không nặng như chai. Đấy. Mỗi một lần cò được rất là nhiều. Đấy nó bắt đầu trôi đấy. Các bạn để ý những con chết ấy, chết về là không ăn rồi. Không ngờ rằng là cái mương này nó lại làm hến như vậy.
thường thì bắt được hến màu đen, mình không nghĩ là nó có hến màu trắng thế này. Cái chợ cứ bán hến màu trắng, mình tưởng là người ta tẩy cái gì. Hôm nay bắt được hến màu trắng thì mình biết được. Chú vụ. Đấy, nó tự trôi đấy. Ở đoạn này nó còn đỡ trôi, đoạn dưới thì tôi chả bắt được con nào. Trôi sạch. Nước xiết nó trôi sạch. Có một phần quà đấy. Này mang rổ đi. Đừng trôi nhá, đừng trôi nhá. Đấy, trồng cái trùm tận dưới này. Tay này nó rất là sạch, rất là lâu. Thành quả tôi bắt một lúc 15 phút các bạn. Đấy, rất là nhiều đấy luôn. Lấy là vẫn còn đây. Rồi. Chưa giờ nên là đi muộn quá nữa thôi. Phải về làm món canh hến luôn. Đi về đi.